Mời chào anh chị em người nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh đam mê độc lạ Nội dung video ngày hôm nay Mình sẽ chia sẻ cái cách chăm sóc chim khứa bụi từ A đến Z Cái dòng khứa bụi này nó còn có tên gọi khác là con tiểu hỏa mi các bạn Dòng này bạn thả AV cũng đẹp Hot cũng hay Rất là ok nha các bạn Đây mình có một con khứa bụi Cái này là khứa bụi đầu đỏ Rồi nó có khứa bụi đầu đen nữa các bạn Cái dòng này phân biệt trống mái rất là dễ nha các bạn Dòng này con trống thì cái đầu nó đỏ nó đậm đẹp vậy còn con mái nó lạc nhách nhìn hai con nó khác nhau một trời một vật các bạn à, rất là đẹp trai múa chào khán giả cái con cái dòng này là nó hot múa luôn nha các bạn cách đây một năm về trước mình đã cắt ra một video là con khứa bụi này nó múa nhưng lúc đó nó chưa hot các bạn à, một năm về trước là Ha <laughs> và anh này thì mới sưu tầm được đã có những cái giọng hót rất là hay rồi lát nữa mời các bạn cùng thưởng thức trước hết mình sẽ chia sẻ cái cách vào cám cho nó cái dòng này là nó ăn côn trùng như các bạn à vẫn còn nhát tại cũng mới vừa sưu tầm được nhưng mà cái dòng này nó rất là nhanh hót các bạn à, nhanh lắm bạn nuôi mà ok là khoảng chừng nửa tháng là hót rồi cái dòng này ở trong rừng thì nó hay ăn ở dưới đất ở những cái bụi rậm đó các bạn, nó ăn ở cái tầng thấp nên nó ăn côn trùng đó như giun dế rồi đó các bạn, thì về nhà mình cũng vào cám cho nó bằng cái côn trùng cách vào cám thì rất là đơn giản như thường lệ thôi các bạn. Đó. Như mình thì mình cho ăn cám trứng, à. mình bạn nào cho ăn cám cao cấp hơn thì như ăn cám hoa mi này, cám trà màu này, à. cám than lửa đều ok hết, và chỉ cần bỏ cám vào sâu trộn lại với nhau. 50 50 là ok nha các bạn. À, xong là sau thì sau này. Cái cách vào cám nhanh á, các bạn tốt nhất cứ vào cám bằng cái sâu này này các bạn, sâu gạo. Tại con sâu này lúc nào nó cũng bò lúc nhúc lúc nhúc vậy. Con chim nó sẽ kích thích con chim nó ăn. hai nữa con sâu này và cái hạt cám nó gần bằng nhau. Con chim nó sẽ ăn cả hai cái một lúc. Các bạn, hai bên nó gấp vậy là nó dính hai cái luôn. <laughs> Hết sâu nó sẽ ăn cám vào cám cái dòng này rất là nhanh như các bạn khoảng chừng 3 ngày 4 ngày chậm lắm là một tuần là nó biết ăn cám rồi rất là ok rất là dễ nuôi các bạn dòng này bạn thả avi là khỏi chê à, nó ăn ở cái tầng thấp rất là sạch sẽ cái dòng này các bạn nó phân bố chủ yếu là nó ở miền Bắc là nhiều hơn à, bụi này nó là ở miền Bắc nhiều hơn là ở miền Nam các bạn vùng nào cũng có nha các bạn như ở miền Bắc nó nhiều hơn miền Nam còn ở cái vùng Đà Lạt nó lại có khiếu đầu đen à, bụi đầu đen cái này là khiếu bụi đầu đỏ rồi không để các bạn chờ lâu mà các bạn cùng thưởng thức cái giọng hot nữa nha các bạn hữu ích cho mình một like thấy hay thì lan tỏa video này rộng ra rồi cảm ơn các bạn đã xem video ạ à. rồi mời các bạn cùng thưởng thức cái giọng hot đó